Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân thành phẩm nha. Cây siêu lũa đẹp luôn. Cây này có mã số là 224 nha. Tổng hoành 52. Hoành gốc là 52. Hoành vỏ đo 26. 26. Cây cao 57. Cây cao như vậy? 57. 57. Cây nằm trong lòng chậu 43. Rồi chậu lọt lòng 43 nha. Chậu này cũng chậu lành tít luôn nha. Chậu này là chậu xi măng áp lực dòng chậu Phú Yên nha cả nhà. Cái thân này là thân lũ nè, thân này là thân khô lũ nha, còn bên thân này là thân sống bình thường, đế đẹp luôn nha. Ở cái này đế đẹp luôn. Rồi cái này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 4,3 triệu bao ship nha, đã chậu rồi luôn, dọn vườn nhanh luôn nha. Nhưng mà em cũng nói trước, ví dụ cái chậu này mà bên em cũng sẽ cố gắng bảo vệ hết sức có thể, nhưng mà về có sự cố thì cũng vui vẻ nha. Cái này em nói trước, còn nếu mà mình ngại thì anh em mình tính sau nha. Đó. Còn nếu mà mình có chậu mới thì khỏi gửi chậu đi cho nó đỡ phí ship nha cả nhà. Thì bên mình cũng sẽ giảm lại chút xíu. Dạ rồi, mã số 224 nha. 4,3 triệu bao ship cho cây hồng quân thành phẩm này luôn. Siêu lũa luôn nha, cây thành phẩm đẹp. Cây này cây hồng quân trái ăn được nha cả nhà. Thì mình xem tham khảo luôn, cái này lá nó cũng già rồi, về mình có thể mình tút lá đây cho nó lên lọng non đẹp hơn nha. Đây, đế đẹp luôn cả nhà ơi, đế quá đẹp. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân thành phẩm nha. Cây khá là duyên dáng luôn cả nhà. Cây này có mã số là 220, hoành gốc đo được là đo 56. 56. Hoành trên thân 38. Hoành trên thân 38. Cây cao 74. Cao 74. Cây nằm trong lòng chậu 60 nhân cho 40. Rồi chậu 60 nhân 40 nha. Rồi cái này nhà vườn giao lưu là 4,2 triệu bao ship nha, không chậu nha cả nhà. Chậu này thì cỡ này mà gửi đi là nó sẽ bể nha, mất công. Cái này về mình kiếm chậu mới mình vô nữa là ok không? Với lại chậu này cũng chậu cũ nha. Rồi mã số 220 nha, 4,2 triệu bao ship không chậu cây hồng quân này luôn. Cây này đế đẹp đó nha, cây đế ok luôn. Cái phần trắng trắng là phần thân khô lũa nha, ở còn phần sống nè, đế đẹp nha, đế ok luôn đó nha. Thì mình xem tham khảo luôn, 4,2 triệu bao ship hay còn gọi là 4,200k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng siêu lũa luôn nha. Cây này có mã số là 219. Hoành chỗ đo 31. Hoành chỗ đo 31. Hoành chỗ đo này là 17. 17. Cây cao 58. Cao 58. Cây nằm trong lòng chậu 27. 27. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 1,4 triệu bao ship nha, cả chậu rồi luôn. Và tác phẩm này khá là đẹp nha cả nhà. Giao lưu nhanh 1,4 triệu bao ship. Quá mềm luôn nha. Lũ này, lũ rin của cây nhưng có tét động máy nha. Quá đẹp luôn nha. Và thân xoắn đẹp luôn nha cả nhà. 1,4 triệu bao ship nha, hay còn gọi là 1,400k bao ship nha cả nhà. Thì mình xem tham khảo luôn. Cây quá đẹp luôn nha cả nhà nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng nha. Cây này có mã số là 217. Tổng hoành đo được là tổng hoành 40. Tổng hoành 40. Hoành chỗ đo 23. 23. Cây cao 31. Cao 31. Tán 34. Tán rộng 34. Cây nằm trong lòng chậu 28. Rồi chậu lọt lòng 28 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 1,1 triệu bao ship không chậu nha cả nhà.
1,1 triệu bao ship không chậu nha. Giao lưu nhanh chỉ có 1,1 triệu. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, đế đẹp luôn nha cả nhà. 1,100k bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vừa xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng nha, siêu lũa luôn. Cái này có mã số là 216 nha. Hoành chỗ đo được là 21. 21. Cây cao 25. Cao 25. Cây nằm trong lòng chậu 15. Chậu 15. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 600k bao ship nha. Dọn vườn nhanh chỉ còn 600 bao ship. Cây này mini bàn trà cả nha. Này lũa này, lũa là lũa rinh của cây nhưng có tác động máy nha. Đó. Tại nó có ba cái trường hợp lũ, là một là lũ rinh của cây không có tác động máy, hai là lũ rinh của cây có tác động máy, ba là lũ ghép lũ nha, ba là ghép lũ. Cái này thì chưa có lên màu lũ nha. 600k bao ship nha. Cho mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 612 nha, là một cụm cẩm thị form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Tổng hoành 113. Tổng hoành 113. Nãy con đo bên này luôn ấy cho nó, nãy cái thân lẻ bên này nè. Thân lẻ 15. Thân lẻ 15. Cây cao 84. Cao 84. Bầu đất 55. Bầu đất 55. Nhà vườn có giao lưu nhanh cái cẩm thị này chỉ còn 1,3 triệu bao ship. Rồi 1,3 triệu bao ship cho cụm rừng cẩm thị này luôn nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Quá mềm luôn nè cả nhà ơi. Dạ rồi mã số 404 nha, là một cây hải châu rừng trên thân nha. Hoành chỗ đo 16. Hoành chỗ đo 16. Cây cao 34. Cao 34. Tán 50. Tán rộng 50. Bầu đất 40. Cây nằm trong lòng chậu 40. Rồi cái này nhà vườn giao lưu nhanh là 1,8 triệu bao ship nha. 40 nhân 30. Cái này nhà vườn em làm dán rừng trên thân nha cả nhà. Dọn vườn nhanh 1,8 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. 1,800k bao ship nha. Rồi mã số 357 nha, dọn vườn nhanh 600k bao ship luôn này cả nhà ơi. Hoành gốc 50. Hoành gốc 50. Cao 68. Bầu đất 40. Bầu đất 40. Nhà vườn có giao lưu nhanh cái cẩm thị này chỉ còn 600 bao ship, dọn vườn nhanh luôn nha. Quá trời mềm luôn cả nhà ơi. Cây này mua vô 1,2 triệu, bây giờ bán 600 bao ship. Lời quá trời lời luôn cả nhà ơi. Dọn vườn nhanh chỉ còn 600. Đó, cây này nó giống như bàn tay cả nhà. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi mã số 553 nha, là một cây dú dê nha cả nhà. Cây này cây thiên nhiên trái ăn được. Tổng hoành đo được là tổng hoành 32. Tổng hoành 32. Hoành lẻ 10. Hoành lẻ 10. Cây cao 76. Cao 76. Bầu đất 32. Bầu đất 32. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cái này 350 bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, 350 bao ship cho cây dú dê. Vú bò này, vú dẻ này, vú dê. Dọn vườn nhanh 350 bao ship cho cây mã số 553, dọn vườn nhanh luôn nha. 3... Cây này cũng khá là dễ ra trái cả nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Trái màu vàng cam khá là đẹp. Mã số 216 nha, là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ. Form thiên nhiên sống khỏe luôn. Hoành chỗ đo. Hoành đo 42. Hoành lễ 22. Hoành lễ 22. Cây cao 117. Cây cao 117. Bầu đất 65 nhân cho 35. Bầu đất 65 nhân 35. Nhà vườn có giao lưu nhanh cái này. Rồi cái này nhà vườn dọn vườn nhanh 600k bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, 600k bao ship cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn.
600k bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Sáu trăm k bao ship nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bùm sậm nha, trà Phúc Kiến thành phẩm. Cây này có mã số là 213 nha, hoành gốc, từ đo cho nó buồn gốc. Đó, rồi cái hoành chỗ đo nha. Hoành chỗ đo 33. Cây cao 48. Cao 48. Tán 62. Tán 62. Cây nằm trong lòng chậu 45. 45. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 4 triệu bao ship nha. Chọn vườn nhanh luôn nha. 4 triệu bao ship, cái phần trắng trắng là phần lũ nha cả nhà. Còn này phần lũ nè, lũ nè. Rồi cây thành phẩm nha cả nhà nha. Bùm sậm hay còn gọi là trà Phúc Kiến nha, đế đẹp luôn nè. Đế trải đẹp nha. 4 triệu bao ship nha, hay còn gọi là 4.000k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng nha, form thiên nhiên siêu lũ luôn nha, cái phần trắng trắng là phần lũ cả nha. Cái này có mã số là 211, hoành gốc đo được là 27. Cây cao, cây cao 40. Cao 40. Cây nằm trong lòng chậu 22. Chậu ươm là 22 lọt lòng nha. Cây này nhà vườn giao lưu là 900k bao ship nha nhà mình. Chọn vườn nhanh luôn nha. 900k bao ship. Đây phần lũ nha, lũ này là lũ tự nhiên. Cây này là có sỉ rảnh nha. Có sỉ rảnh này, ghép lên nè. Có sỉ rảnh ghép lên ở phần thân là bình thường. Rồi ở phần dưới đây là bình thường nha. Rồi ở đây là có sỉ cái rảnh chạy lên đây. Đó, ghép lên trên ngọn luôn nha. Nhưng mà mình để ý thì mới thấy được nha cả nhà. Rồi 900k bao ship nha. Cái này về lên chậu đẹp nữa là ok luôn. Găng vàng siêu lũ nha cả nhà. Sức sống rất là mãnh liệt luôn. Mã số 211 nha, 900k bao ship. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nè. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc nghệ nha. Cây này thì nó là hai cây nha, nhưng mà nó dính cùng lại với nhau, nhưng mà cũng khá là chắc chắn nha cả nhà. Đây khá là chắc chắn nha. Cây này có mã số là 208, tổng hoành đo được là tổng hoành 42. Hoành lễ 18. Hoành lễ là 18. Cây cao 48. Cao 48. Cây nằm trong lòng chậu 28 x 42. Đúng không? 28 x 42. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1.400.000 bao ship nha. Bao luôn thùng xốp nha cả nhà. Chọn vườn nhanh luôn nha. Trắc nghệ nha. Cây này thì chưa có tét động lũ nha. Cái này về mình tét động lũ thêm nữa là ok luôn. Chạy lũ thêm nữa là ok luôn nha. Nhưng mà thân lũ tự nhiên cũng khá là đẹp. Mã số 208 nha, 1.400.000 bao ship. Cây này làm dáng rũ nha cả nhà. Cây này đang làm dáng rũ. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hồng quân nha. Cây này thành phẩm rồi. Mã số là 199 nha. Hoành gốc đo được là 37. Cây cao 43. Cao 43. 35 nhân cho 25 nha. Cây này có lũ luôn cả nhà. Cái phần trắng trắng là phần thân lũ nha. Lũ này là lũ có tét động máy. Lũ rin của cây nhưng mà có tét động máy nha. Đó. Còn lại là phần thân sống bình thường, hồng quân nha. Cái này thì cái lá nó cũng già rồi, về mình có thể mình tuốt cái lá đi để cho nó đón cái lọc mới nha. Wow, thân xoắn đẹp quá cả nhà. Cái này thân xoắn đẹp luôn nha.
Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2.300k bao ship cả chậu luôn nha. Nhà vườn nhanh luôn nha, 2.300 bao ship. 2.300k bao ship nha, cả chậu rồi luôn, quá đẹp luôn đó nha. Cây thành phẩm rồi, Hồng Quân nha. Thân xoắn khá là đẹp luôn. Cây có hốc lũa nha, đó, nhờ cái hốc lũa mà thân nó xoắn này. Nhờ cái hốc lũa mà thân nó xoắn này khá là đẹp. Đó, Hồng Quân nha. Cái này lá nó già rồi, về mình tút cái lá nó đi để cho nó bung lọc non thì nhìn nó mới mê hơn nha cả nhà. Đây. 2.300k bao ship nha, hay còn gọi là 2.300 bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một tác phẩm phi lao nha. Cây thành phẩm thân xoắn đẹp luôn rồi nha. Rồi hoành chỗ đo nha, hoành cũ chỗ đo này. Chỗ đo 53. 53 lên chỗ này luôn. Hoành trên thân 26. 26. Cây cao 46. Cao 46. Cây nằm trong lòng chậu 35 nhân cho 25. 35 nhân 25 nha. Rồi cây này có mã số là 201 nha cả nhà. Cái này nhà vườn giao lưu nhanh là 2.300 bao ship cả chậu luôn nha. Rất chi là mềm luôn cả nhà. Wow, thân xoắn đẹp luôn nha. Dạo vườn nhanh luôn nha. Này, thân xoắn nè. Thân xoắn, xoắn nè. Khá là đẹp. Đây, ở đây là mạch lũa nha, mạch lũa xoắn đẹp tự nhiên luôn này cả nhà. Thân xoắn đẹp quá. Rồi, mã số 201 nha. 2.300k bao ship cả chậu luôn cho cây phi lao này luôn nha. Cây này quá ok luôn, thân xoắn đẹp luôn cả nha, quá đẹp luôn. 2.300k bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 778 nha, là một cây hải châu form thiên nhiên, cây hai thân chung cốt luôn nha. Tổng hoành 25. Hoành lễ 14. Hoành lễ 14. Cây cao 85. Cao 85. Cây nằm trong lòng chậu 35. 35. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây này là 1.400.000 bao ship. Rồi 1.400.000 bao ship cho cây hải châu này luôn nha. Bưa. Cây form thiên nhiên quá đẹp luôn này cả nhà. 1.400.000 bao ship nha. Mã số 358 nha, là một cây quýt rừng form thiên nhiên nha. Cây quýt rừng form thiên nhiên. Hoành gốc 18. Cây cao 82. Cao 82. Tán 85. Tán 85. Bầu đất 35. Bầu đất 35. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây quýt rừng này chỉ còn 800 bao ship. Rồi 800k bao ship cho cây quýt rừng này luôn nha cả nhà. Dọn vườn nhanh luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mã số 916 nha, là một cây nguyệt quế rừng. Tổng hoành 42. Tổng hoành 42. Hoành thân 20. Cây cao 60. Cao 60. Cây nằm trong lòng chậu 45. 45. Nhà vườn có giao lưu nhanh cây này là 3.200.000 bao ship. Rồi 3.200.000 bao ship luôn nha. Cây lũa thép luôn, đẹp luôn nha. Lũa thép đẹp luôn này. Đó, lũa thép đẹp luôn nha. Nguyệt quế rừng nha, cây đang rất là sung luôn. Form đẹp luôn nha cả nhà, cây quái luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha, chỉ còn 3.200.000 bao ship. Rồi 3.200.000 bao ship cho cây nguyệt quế quái này luôn nha cả nhà. Lũa thép luôn, nguyệt quế rừng nha cả nhà. Cây rất là quái luôn nha. 3.200.000 bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây này rất là đẹp luôn. Cây quái nha. 3.200k bao ship. Mã số 666 nha cả nhà, là một cụm sen sản, hay còn gọi là xương cá nha. Sống khỏe, tổng hoành đo được là
Tổng hoành 106. Cây cao 108. Cây cao là 108. Bầu đất 60. Bầu đất là 60. Nhà vườn coi giao lưu nhanh cây. Rồi, cụm này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha, dọn vườn nhanh luôn. 900k bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn nha, chỉ còn 900 bao ship. 900k bao ship cho cụm sen sản này luôn cả nha. Quá mềm luôn, sen sản hay còn gọi là xương cá nha. 900k bao ship dọn vườn nhanh luôn cả nhà ơi. Quá mềm luôn nha. 900 bao ship. Dọn vườn nhanh luôn. Rồi mã số 133 nha, là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn. Tổng hoành 95. Tổng hoành 95. Hoành lẻ là 10. Hoành lẻ 10. Cao 46. Bầu đất 48. Bầu đất 48. Nhà vườn con dọn vườn nhanh cái. Rồi, 250 bao ship nha. Dọn vườn nhanh chỉ còn 250 bao ship. Cụm này liền luôn nha cả nhà. 250k bao ship bằng lăng tím lá nhỏ mã số 133. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn. Dạ rồi, mã số 962 nha. Là một cây cẩm thị form thiên nhiên. Dán phong tranh luôn nha. Tổng hoành. Không, con đo bị ấy nè. Rồi, con đo bên cái hoành kia cũng được. Rồi. Hoành thân lớn 24. Hoành thân lớn 24. Cây cao 120. Cao 120. Bầu đất 40. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1,2 triệu bao ship nha. Rồi, 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Quay con, quay. 1,200k bao ship luôn nha cho cây cẩm thị dáng phong tranh này luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Nhìn giống như cái quạt ba tiêu cả nhà ơi. 1,200k bao ship nha. Dọn vườn nhanh chỉ có 1,2 triệu bao ship cho cây cẩm thị mã số 962 này luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi trắc dây nha. Khủng luôn. Mã số là 198. Hoành gốc đo được là từ từ. Hoành gốc đo được là hoành gốc 124. 124. Cây cao 70. Cao 70. Cây nằm trong lòng chậu 65. Chậu 65 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 2 triệu bao ship nha. Bao ship cho cây chắc. Chắc dây nha cả nhà. Đây, lá của nó đây. Dọn vườn 2 triệu bao ship. Rồi, 2 triệu bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Phôi rất là khủng nha cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 198, 2 triệu bao ship cho cây phôi trắc này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bồ đề trắng nha cả nhà. Bồ đề trắng khủng đẹp luôn này, lùng lực luôn nha. Đế đế chữ A luôn. Hoành bể rễ nha, hoành bể rễ. 183. Hoành trên thân 77. Cao đến đầu thân chính à? Cao đến đầu thân chính. 95. Rồi, chậu. Cây nằm trong lòng chậu 70. Rồi, chậu 70 nha. Rồi, cái bồ đề này
mình đã vô dây nước 1 rồi nha, đang định hình form nước 1 rồi. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 6 triệu bao ship nha, không chậu. 6 triệu bao ship cho cây bồ đề trắng này luôn nha. Cây này quá vip luôn nha cả nhà. Đế nè. Đế đẹp luôn. Thân chữ A luôn nha. Nó đang làm form vô dây nước 1 rồi cả nhà. Đế đẹp luôn nha. Quá đẹp. 6 triệu bao ship nha, không chậu. Đế vip luôn nha cả nhà. Có 6 triệu bao ship dọn vườn nhanh luôn nha. Đế ok luôn nha. Ở phía sau thì cũng ok nha cả nhà. Này nó bị ở phía sau nó bị vướng một chút rồi. Nhưng mà cũng bình thường nha cả nhà. Này. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 197 nha, là một phôi bồ đề 6 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây kiều hùng thành phẩm nha. Kiều hùng khủng luôn thành phẩm nha. Mã số là 194. Hoành gốc đo được là? Hoành gốc 63. Hoành gốc 63. Cây cao 95. Cao 95. Cây nằm trong lòng chậu 60. Rồi chậu nằm lọt lòng 60 nha. Cây khủng luôn nha cả nhà. Tán siêu rộng luôn nha. Ho rất là đẹp. Cái này 142. Cái này chuẩn bị ra ho nha. Đây nụ ho của nó cả nhà. Đây nụ ho này. Cái này thì chi tàn ok rồi nha. Cái này thì nó mấy cái phần đây, phần lũ nha, phần thân lũ này. Chỗ này mình có ấy một chút xi măng chỗ này nha. Cho nó chắc chỗ này. Đó và lũ. Lũ. Cây khủng đẹp luôn nha. Cây này thì nếu như mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Theo số điện thoại nhà vườn sẽ để trên bài luôn. Liên hệ nhà vườn. Hoa của nó rất là đẹp nha cả nhà. Mình có thể mình gõ hoa kiều hùng là nó sẽ ra thôi. Vườn gốc này. Cây này mỗi lần mà nó ra hoa thì ghiền lắm cả nhà. Cây này thì nói chung là hoa quanh năm thôi. Màu hồng. Màu hồng mà nó như cái đốm sáng vậy đẹp lắm. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Nó hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Này cái này là cái hoa này nó đã nở một chút xíu nè. Đó nè. Màu hồng hồng đẹp lắm. Nhưng mà cái này nhỏ nó nở bung ra bự lắm nha cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Mã số 690 nha, là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe đẹp luôn nha. Khỏe đẹp luôn. Tổng hoành 104. Rồi tổng hoành 104. Hoành thân lớn 47. Hoành thân lớn 47. Ờ đo thấp thấp đi con, đo đó, tới đầu thân chính thôi. Đầu thân chính thì 84. Mấy? 84. 84 nha, tới đầu thân chính 84. Bầu đất 60. Bầu đất 60. Nữa. Rồi. 37. 37 nha. Nhưng rồi. 1 triệu bao ship nha. 1 triệu bao ship cho cây bằng lăng tím lá nhỏ mã số 690. Rồi, 1 triệu bao ship cho cây bằng lăng này luôn. Cây này liền luôn nha. Dọn vườn nhanh chứ còn 1 triệu bao ship. Dáng đẹp luôn cả nhà. Cây sống khỏe rồi. Cái này form này rất là dễ làm nha. Rồi 1.000k bao ship luôn.